Thank you.
cả nhà ơi. Bữa nay mời cả nhà ăn gỏi đậu đũa ha cả nhà. Đây, gỏi đậu đũa với thịt bò. Cái này là đậu đũa mình xào trứng. Ăn thử miếng đậu đũa xào trứng ăn cơm. Rồi mời cả nhà ăn nha. Đậu đũa xào trứng ngon quá. Ăn với cơm. Vừa giòn giòn mà béo béo nữa. Ăn chưa? Rồi quay lại. Rồi mời cả nhà ăn thử nha. Ngon quá. Đậu đũa mình trộn với củ cải nè, củ cải đỏ, củ cải tím, rồi cà pháo nữa. Ở nhà có gì hái bỏ vô cả nhà, ngon lắm. Nó giòn. Xíu mày gấp cho nó. Thôi để bản này. Này, ăn đi, ăn thịt bò đi. Ăn nữa không? Ăn nữa không? Nữa gật đầu. Ăn lẹ chứ hả? Ăn từ từ thôi. Nè, ăn từ từ thôi. Ăn lẹ chứ hả? Cái đậu đũa nó giòn nữa nha. Đậu đũa nó giòn ngon ghê luôn á. Có thêm xài nữa, nó chua chua. Thôi mình xin dừng video tại đây cả nhà. Cả nhà xem thấy thích nhớ ủng hộ mình, cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà đi nè nè. Chào cả nhà nha. Gật đầu. Gật đầu. Gật đầu chào cả nhà. Gật đầu con. Gật đầu.